Mưa lớn kèm lốc xoáy làm hàng chục căn nhà ở đồng bằng sông Cửu Long sập và tóc mái. Tại đồng bằng sông Cửu Long, mưa lớn kèm lốc xoáy trong những ngày qua ở các tỉnh Long An, Vĩnh Long, An Giang làm sập và tóc mái hàng chục căn nhà, khiến nhiều người bị thương. Cụ thể tại Long An, mưa to kèm theo dông lốc và ảnh hưởng của bão số 3 đã gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp và tài sản người dân trên địa bàn. Hơn 2.000 hecta lúa bị ngã đổ do mưa. Ngoài ra, dòng lốc còn làm hai người bị thương, tốc mái hơn 10 căn nhà, ngã đổ cây, trụ đèn. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 200 triệu đồng. Còn tại tỉnh Vĩnh Long, mưa lớn kèm dòng lốc trong những ngày qua đã làm 18 căn nhà bị sập và tốc mái. Ngoài ra, dòng lốc còn ảnh hưởng hai cơ sở xăng dầu và xưởng gỗ, hơn 30 cây xanh bị ngã đổ, nhiều trụ đèn chiếu sáng bị ngã, một người bị thương, ước thiệt hại ban đầu gần 300 triệu đồng. Tại An Giang, mưa to kèm gió xoáy đã làm sập hoàn toàn một căn nhà và tốc mái một căn nhà, gây thiệt hại tài sản gần 100 triệu đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã phối hợp với các xã bị ảnh hưởng tổ chức đoàn đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ ban đầu cho các gia đình thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Đồng thời, các xã huy động lực lượng công an, dân quân, Đoàn thể giúp người xây dựng lại nhà sập và tóc máy, thu dọn đồ đạc giúp bà con ổn định cuộc sống.